Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường xe ô tô, xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. 1. VinFast triệu hồi 12.456 xe Chevrolet ở Việt Nam vì lỗi túi khí. 2. Biến thể hatchback của Honda City lần đầu lộ diện thực tế. 1. VinFast triệu hồi 12.456 xe Chevrolet ở Việt Nam vì lỗi túi khí. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, được sự đồng ý của Cục Đăng kiểm Việt Nam, VinFast vừa thông báo triệu hồi 12.456 mẫu xe thuộc thương hiệu Chevrolet vì lỗi túi khí Takata. Các mẫu xe nằm trong danh sách triệu hồi bao gồm Chevrolet Cruze, Orlando và Trax, sản xuất trong giai đoạn 2014-2018. Trên các xe bị ảnh hưởng, cụm bơm khí do Takata sản xuất có thể bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và túi khí được kích hoạt, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí, dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ. Nếu trường hợp này xảy ra, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra ngoài, xuyên qua túi khí được bơm phồng, gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách. Đến hiện tại, hãng chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng do lỗi trên. Hãng khuyến cáo khách hàng có xe nằm trong diện ảnh hưởng nên nhanh chóng mang đến các đại lý ủy quyền của VinFast để được kiểm tra, thay thế túi khí mới. Thời gian đợt triệu hồi dự kiến sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Thời gian thay thế cụm bơm túi khí, ghế lái chỉ khoảng 10 phút. Đây không phải là lần đầu tiên VinFast thông báo triệu hồi các mẫu xe Chevrolet vì lỗi túi khí. Trước đó, vào tháng 5 năm 2019, hãng từng triệu hồi các mẫu Chevrolet Cruze và Orlando sản xuất trước 2014 vì lỗi tương tự. 2. Biến thể hatchback của Honda City lần đầu lộ diện thực tế. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, phiên bản hatchback của dòng Honda City dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau và thay thế Honda Jazz tại một số thị trường. Những hình ảnh chạy thử đầu tiên của Honda City hatchback, biến thể 5 của mẫu Honda City năm 2020 vừa được ghi lại. Xe đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện tại Thái Lan. Trước đó, ảnh dựng máy tính để đăng ký bản quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của xe cũng đã được trang Indian Auto Blogs đăng tải. Khi ra mắt, nhiều nguồn tin cho rằng Honda City hatchback sẽ thay thế Honda Jazz ở một số thị trường. Tại Việt Nam, Jazz cũng đã rút khỏi danh mục sản phẩm của hãng và không loại trừ khả năng biến thể CD5 của hãng sẽ được đưa về nước ta. Dựa trên hình ảnh ghi lại, có thể thấy Honda City hatchback có thiết kế đầu xe gần như tương tự biến thể sedan. Thay đổi lớn nhất nằm ở khu vực từ trụ B đến đuôi xe, nơi kiểu dáng của một chiếc hatchback được thể hiện rõ ràng nhất. Song song đó, cản sau của CD5 cửa cũng có kích thước lớn hơn và thể thao hơn. Honda City hatchback dự kiến dùng chung động cơ với phiên bản sedan. Tùy từng thị trường, Honda City được trang bị động cơ xăng tăng áp 1 lít, công suất 120 mã lực, mô men xoắn 173 nanomet hoặc động cơ xăng EVTEC 1,5 lít, công suất 118 mã lực, mô men xoắn 145 nanomet. Đây cũng là động cơ thế hệ City hiện đại. Honda City thế hệ thứ 5 đã được ra mắt ở Thái Lan vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, Honda hiện chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Vừa rồi là phần cập nhật tin tức về thị trường xe ô tô, xe máy trong nước cũng như quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía dưới. Nếu các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc bên phải của màn hình để nhận được những video clip mới nhất về các thông tin, tin tức, đánh giá xe mới, xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.